Mình chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 4 Tây tháng 5 năm 2023, và giờ này đang là 4 giờ 45 chiều. Mình hiện đang có mặt ở ngay tại ban công của nhà mình để muốn giới thiệu tới cái mảnh vườn mini của mình cho tất cả các bạn và quý vị coi nha. Hôm nay thì trời rất là đẹp các bạn, nắng từ sáng tới giờ luôn. Ở ngoài trời không mưa, đứng gió, trời trong xanh rất là đẹp. Đó, bây giờ là coi như mình bỏ hết tất cả mấy cái cây ra rồi các bạn. Nhưng mà sợ dĩ mà nó không lớn được á, là tại vì coi như là mình ươm nó cũng cả một tháng mấy nay rồi. Các bạn mong ươm nó cả 6 tuần, 6-7 tuần lễ rồi. Nhưng mà mình cứ phải để ở trong cái phòng tắm thứ hai của nhà mình á. Bởi vậy cho nên nó không có đủ nắng. Còn coi như là mình hôm qua là mình bỏ mấy cái cây ớt của mình ra ngoài này luôn. Rồi bây giờ mình giới thiệu coi như là sơ qua cái mảnh vườn mini của mình chút xíu nhé các bạn. Đây là cây này, là một cái cây mà là thuốc nam. Cây này là cây ngải cứu. Cái ngải cứu này thì mình xin từ một người bạn thân của mình. Và mình cũng có quay video ở cái vườn của nhà anh đó. Anh đó, anh tên là anh Thống. Đó, thì mình xin về, mình trồng. Rồi tới lúc mùa đông á, thì nó chết. Nó chết nhưng mà coi như là mình lại, coi như là nó, cái đất á, của trong cái chậu này nó vẫn còn ở trong đó. Rồi bắt đầu tới lúc mà bắt đầu nó ấm ấm á, là tự nhiên nó lại nhúng lên một cái cây nhỏ, rồi từ đó bắt đầu nó lại tự động nó sống. Và mình cũng xin chia sẻ thêm với lại tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn nha. Cái cây ngải cứu này á, là nó trị rất là nhiều bệnh. Nhưng mà cái mà người ta biết tới cái cây ngải cứu này mà ai cũng biết được hết, là nó là để coi như là giống như, ví dụ như mình bị cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, ho hết gì, nói chung là bị cảm, bị cúm á, thì các bạn lấy cái lá này các bạn xong, nếu mà các bạn muốn mà cho nó mau hết bệnh á, thì các bạn lấy cái lá của ngải cứu này là 1, xả là 2, nếu mà có lá chanh thì càng tốt. Nhưng mà lá chanh bên đây thì nhiều khi nó cũng hiếm các bạn không? Ví dụ giống như các bạn ra ngoài mấy cái chợ của Á Châu á, các bạn mua cái lá chanh á, mà nó đông lạnh á, rồi bỏ ít lá chanh vô. Cái lá này thì nó mọc giống như là nhiều mà, thì các bạn cắt khá chút vô, rồi bắt đầu xả, các bạn cũng bỏ vô. Là các bạn bắt đầu các bạn nấu một nồi nước, xong bắt đầu lấy một cái mền trùm lại, bắt đầu cho nó toát mồ hôi ra hết, xong lau khô đi là bắt đầu là tự động, là chừng khoảng các bạn làm vậy chừng 2-3 lần là coi như khỏi có uống viên thuốc nào luôn đó. Mà cái cây ngải cứu này á, rất là dễ trồng các bạn. Nóng nó cũng chịu được nha các bạn. Nó nóng, thí dụ giống như nóng thì các bạn phải, những cái ngày nào mà nóng quá như mùa hè mà nó lên tới 30 mấy độ á, thì các bạn chịu khó các bạn tưới đều đặn mỗi ngày. Còn cái cây này nó chịu lạnh được luôn, tại vì các bạn biết được là nguyên một cái mùa đông vừa rồi á, là hoàn toàn cái cây nào mình cũng phải mang vô bên trong hết, nhưng mà cái cây này là mình để luôn bên ngoài nha các bạn, không có mang vô, tại vì các bạn thấy cái chậu này của nó rất là lớn, cái chậu lớn lắm. Cái chậu này của mình là mình bỏ coi như tới mà 20 mấy lít đất vô, và bà trên bê ra bê vô đâu có được đâu. Đó các bạn thấy bây giờ nè, nó mọc thấy xung xuê không? Nhìn xanh rờn luôn, thấy mà ham luôn. Nhưng mà cái video trước mình có chia sẻ, mình nói sơ qua với các bạn á, là cái cây ngải cứu này á, mình chỉ để nó cao tới vậy thôi nha các bạn. Còn nếu mai mốt mà nó cao hơn nữa thì mình sẽ phải cắt cái ngọn đi. Lý do tại sao mình phải cắt cái ngọn đi, tại vì nếu mà các bạn mà không cắt ngang cái ngọn nó á, thì nó sẽ cao lên. Nó cao lên, nó có thể nó cao lên tới 1m7, 1m8 luôn. Nhưng mà nếu mà cái cây ngải cứu này mà các bạn mà để nó càng cao á, thì nó sẽ nuôi cái thân,
mà cái lá của nó sẽ nhỏ đi. Các bạn không, cái lá của nó sẽ nhỏ đi, nó không có được lớn như vậy. Còn bây giờ các bạn thấy một cái lá này không? Một cái lá của nó rất là lớn. Đó, còn nếu mà để cao quá thì mà mốt nó nhỏ xíu vào mà bắt đầu nó phải nuôi cái thân đó các bạn, thì cái lá nó không có được xung xuê. Đó là các bạn để ý về dùng cho mình chút thôi ha. Rồi, kế tới đây là cái chậu này là chậu cúng cây. Cúng cây. Kế tới là cái này thì là của Đức, của châu Âu, các bạn không? Nó kêu là rosmarin. Cái rosmarin này á là chỉ để coi như nêm nếm làm những cái xô sờ hoặc là ướp thịt. Các bạn ướp thịt. Cái cây này là thường rosmarin, timian, zanbai, đó là mình nói là những cái thứ mà coi như là nó như giống như là nó cây mà để chuyên môn trong nhà bếp đó các bạn. Nhưng mà mấy cái này á, thì cái món á châu của mình, thì đặc biệt cái món á châu mình thì lại không có bỏ những cái rau này vô được, tại vì cái rau này nó chỉ có về bếp của Âu Châu thôi, các bạn không? Ví dụ như cái timian thì có kỳ mình cũng có nói với các bạn là rosmarin timian này á, thì để ví dụ giống như các bạn ướp thịt mà có nhiều cái loại thịt mà nó cái mùi của nó nặng quá các bạn, ví dụ giống như là thịt cừu hay là thịt lam á các bạn, đó thịt lam, thịt cừu đó, hoặc giả là ví dụ như các bạn ướp những cái thịt mà rừng, ví dụ như thịt nai hay là thịt gì đó, hay là heo rừng, mình nói thí dụ vậy thôi các bạn không, mà mấy cái loại thịt gì mà cần mà phải coi như là nó nặng mùi vậy, thì dùng cái rosmarin này và cái timian là các bạn ướp vô thì nó sẽ đánh tan cái mùi mà coi như là cái mùi nặng mùi của cái mấy cái thịt đó đi, mà nó rất là thơm. Rồi kế tới là chậu rau răm. Chậu rau răm này thì coi như là mình cũng thu hoạch, mình ăn cũng rất nhiều các bạn, thí dụ làm gỏi rồi nấu cháo gà thế này kia đó, ăn cũng không biết bao nhiêu đợt rồi. Đây là chậu rau răm. Rồi kế tới cái chậu này là tự động của năm trước. Cái chậu này mình quên, mình không có mang vô nhà, tại vì mình thấy là nó chết rồi các bạn không, mình không có mang vô nhà, mình để luôn ở bên ngoài ban công vậy. Nhưng mà không ngờ là tự nhiên cái hết cái mùa đông, tự nhiên cái nó lại mọc ra. Tại vì cái mấy cái chậu này của mình á là năm nào mình cũng trồng hết, và vậy trên ví dụ như là cái này á, để mình coi nó là cái gì nha. Không biết là cái, nhiều khi mình trồng nhiều quá rồi giờ mình cũng không biết cái cây này là cái cây gì nữa các bạn. Nhưng mà khi mà mình bứt một cái lá, mình vò lên mũi mình ngửi á, thì mình thấy là nó không phải là rau tiếu tô, mà nó chắc chắn là cái lá tròn tròn này nó cũng phải là rau quế luôn. Các bạn không, rau quế thì chắc chắn nó không phải rồi đó, mà rau tía tô thì cũng không phải luôn. Tại tía tô thường thường ngay từ lúc nó nhỏ, các bạn nhìn các bạn cũng sẽ nhận ra được liền. Không biết cái chậu này chậu gì, nhưng mà thôi cả thấy nó cũng đẹp quá thì thôi cứ để đây, các bạn không? Tại vì thường những cái cây mà mình đã trồng ở trên cái ban công nhà mình rồi thì hoàn toàn là cái cây, không có cái cây nào có độc hết các bạn. Hoàn toàn là không có cái cây nào có độc hết. Đó. Rồi kế tới là mình cho các bạn coi, đây là chậu ớt chỉ thiên của mình, mà mình trồng, mình gại hạt rất nhiều. Thì như một cái video trước mình cũng có nói sơ qua cho các bạn rồi á, sở dĩ mà tại sao mình trồng nhiều như vậy là tại vì nhiều lúc á, cái thời tiết của nước Đức này nó nhiều khi bữa được bữa cái. Giống như cái năm nay 2023 này các bạn thấy rồi đó, hôm nay là tới 4 tháng 5 rồi mà nó mới nắng được có mấy ngày. Cái mấy ngày trước thì cũng vẫn cứ mưa gió, rồi trời cũng vẫn lạnh. Nhiều khi sáng sớm ra mà dậy để chuẩn bị đi làm á, là các bạn biết nhiều khi có nhiều ngày nó còn có 0 độ à, hoặc là chừng được 2-3 độ cộng à. Và vậy cho nên như là mình trồng nhiều như vậy để làm gì, để trong nguyên một cái đám này, mình nói thiếu cái tố này chắc mình không biết, không đếm được nha các bạn, nhưng mà mình đoán nó có khoảng chừng, ví dụ như mình nói chừng khoảng 70-80 cây, hoặc là cao nhất là 100 cây. Thì bây giờ cho dù nếu mình có để trong cái bên trong nhà
mà nó thiếu ánh nắng, thiếu ánh nắng mặt trời mà nó chết, thì trong 70-80 cây này ít ra nó cũng còn phải sống được 4-5 cây. Các bạn không? Đó là mình phải tính trừ hao là như vậy. Thì mình trồng nhiều. Rồi đương nhiên là giống như bây giờ mình đẻ, tại bây giờ mình mới đẻ ra thôi chứ mấy ngày nữa mà bắt đầu mình rảnh á, là mình sẽ chiết ra. Mình sẽ chiết ra đâu đó đàng hoàng. Chứ nếu mà các bạn đẻ dính chùm vậy thì không thể nào nó lớn được hết. Đây là chậu ớt chỉ thiên của mình. Còn kế tới, đây cũng là một loại ớt. Nhưng mà cái ớt chỉ thiên á, các bạn thấy là nó không có dài mà nó không có nhọn nhọn. Cái ớt này tại sao mà cái lá của nó dài, nó nhỏ mà nó nhọn hơn là cái ớt chỉ thiên? Tại vì cái ớt này là ớt thiểm Thái Lan. Các bạn không? Mình đi ra ngoài chợ Á Châu mình mua một bịch ớt, xong rồi bắt đầu coi như là mình về mình mới lấy mấy trái ra. Các bạn không? Mình lấy mấy cái trái nào mà mình thấy mà nó lớn nhất á, bắt đầu mình mới mang bao tay vô. Các bạn không? Mình mang bao tay vô, mình cầm cái con dao, mình xẻ theo cái sóng mà dọc của cái trái ớt á, rồi mình lấy hột nó ra, bắt đầu mình ương. Đây là cái ớt hiểm Thái Lan. Ớt này cay cũng rất là cay nha các bạn. Một khi nhiều khi mà bạn nào mà ăn cay mà không có ăn cay nhiều được á, thì thí dụ như cái ớt hiểm Thái Lan này các bạn cắt, thí dụ như các bạn lấy cái kéo các bạn cắt nửa trái ra khoanh, rồi các bạn chỉ cần chấm vô cái nước xì dầu hoặc là cái nước mắm mà mình mới cắt cái nửa trái ớt vô là ăn nó cay cũng coi như là gọi là chảy nước mắt luôn thôi các bạn, nhiều khi sặc luôn á. Cái ớt chỉ thiên thì thôi khỏi nói rồi. Kế tới đây là cũng là một chậu nữa. Chậu này cũng là chậu ớt. Chậu này cũng là chậu ớt hiện Thái Lan luôn. Đúng không? Đây cũng là ớt hiện Thái Lan luôn. Nhưng mà cái chậu này á thì nó có vẻ như là nó eo ụt quá. Đó các bạn thấy á, cái chậu kia thì còn ngon, còn chậu này nó cũng nhiều vậy. Mà trong khi nó eo ụt nó cũng sắp sửa chết rồi các bạn. Nếu như mà chỉ trì thời tiết mà có khoảng chừng độ chừng mình nghĩ chừng 2 tuần nữa mà vẫn lạnh mà không có nắng là coi như cái chậu này cũng đi luôn. Đúng không? Đó. Còn đây là cái cây này thì nhìn trông nó chán quá các bạn. Là tại vì nó ít nắng á. Cái cây này là cây trúc Nhật Bản của mình. Cây này thì mình cũng để suốt từ hồi nào tới giờ mình trồng 6-7 năm nay là không bao giờ mình mang vô mang ra. Cho dù là mùa hè, xuân, hạ, thu, đông gì nó cũng cứ nằm ở ngoài ban công này. Và nhiều khi cái mùa đông nó trừ 20 độ, mười mấy độ cũng cứ nằm ở ngoài này. Chính vì vậy nó ít nắng mà nó lạnh quá trên, các bạn thấy là lá là nó rụng hết rồi đó. Đó, nó vẫn còn mấy cái lá mà cái lá mà nó bị khô quá các bạn. Nhưng mà các bạn dòm vô mấy cái này là các bạn biết là nó không có chết. Đó, các bạn thấy không? Dòm vô cái này là không chết. Mình cố tình mình quay thiết sát lại cho các bạn thấy luôn nha. Đó các bạn thấy không? Tức là mấy cái cành của nó là nó vẫn xanh. Rồi từ đó mai mốt đây nè, cái ngón tay này của mình đây nha, mình chỉ cho các bạn coi nha. Đó, nếu như mà mai mốt từ cái chỗ này nè là nó sẽ mọc ra, nó đâm chồi ra, nó mọc ra ngay cái chỗ ngón tay của mình chỉ cho các bạn. Rồi lúc đó nó sẽ lại ra cành thêm, nó ra nhánh thêm, rồi từ cái nhánh nó sẽ lại ra lá, ra riết đồ. Đó là cây trúc Nhật Bản của mình. Rồi, còn bây giờ mình quay cái chậu mà nó bắt dính liền vô lại ban công của mình đó các bạn. Đó, đây là mình cũng trồng. Nó có là coi như các bạn thấy nào là đủ thứ ở đây hết. Nó có là rau tía tô, rồi rau tía tô nè, rồi có cả rau húng quế nè. Nhưng mà bây giờ thì nó chưa có lên các bạn. Nó chưa có lên cho các bạn nhìn thấy, nó cũng còn khó mà để nhận ra được lắm. Nhưng mà chắc là nếu mà hy vọng là thời tiết mà nếu mà nó cứ đẹp như vậy hoài thì chắc có chừng khoảng chừng 2 tuần lễ nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là nó xanh mướt rồi. Đó. Thì giống như những cái video trước mình có chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi đó. Mình thì là cái người có rất là nhiều cái sở thích. Mà những cái sở thích của mình mà mình thích nhất đó là trồng cây kiểng, nuôi cá cảnh, cá kiểng, chụp hình, quay phim. Chính vì mình thích chụp hình, quay phim và vậy mình mới làm YouTube
vào thêm một cái mà coi như là sở thích của mình mà cũng rất là làm mạnh tiêu khiển vui, đó là hát karaoke. Thì những cái video mà mình cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi đó, là mình là cái người hát không có hay, nhưng mà mình lại là cái người hay hát. Chứ mình biết là mình hát cũng không hay, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đời á, là các bạn thấy rồi, đôi khi hát hay hay không hay gì thì không biết, đúng không? Nhưng mà như mình nói là mình chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy thôi nè, là tại vì mình đâu có phải là ca sĩ đâu các bạn, đúng không? Mình đâu có phải là ca sĩ đâu. Mà thí dụ giống như nếu mà ai ở trên đời này, đâu phải ai muốn làm ca sĩ cũng là làm được đâu. Có nhiều khi ông trời ông phú cho cái giọng hát đó thì mới đi làm ca sĩ được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vui thôi các bạn, vui thôi. Đó, giống như có mấy lần mà coi như là mình làm những cái live stream trực tiếp, rồi coi như là mình ca hát để cho coi như là giúp vui cho tất cả coi như là quý vị cũng như tất cả các bạn. Và cái quan trọng hơn nữa là để cho coi như là tất cả mọi người được có những cái dịp ngồi nói chuyện tâm tình với nhau ở trên mạng, để coi như là quên đi những cái nỗi nhọc nhằn cũng như những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái áp lực của trong công ăn việc làm, thí dụ vậy các bạn không? Rồi đó, đất ở đây mình cũng đã để sẵn đây luôn rồi, để nếu như mà có gì cần mà thiếu đất là trên đất thêm vô. Thôi bây giờ cái video này của mình cũng xin tạm khép lại đây nhé các bạn, xin tạm khép lại đây. Rồi mình cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho mình về mặt tinh thần trong suốt thời gian vừa qua, để mình có thêm động lực để tiếp tục đeo đuổi cái niềm đam mê quay YouTube của mình. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.